Tổng hợp 20 trend TikTok Trung Quốc tháng 4 sở hữu hàng triệu view. Bạn thích trend nào nhất trong số các trend mình đưa ra? Nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và một subscribe để mình tiếp tục ra video hay cho mọi người xem nhé.